Trong bài hôm nay chúng ta sẽ học một cái ứng dụng nữa của cái con ốc em, đó là sử dụng ốc em để làm mạch, cộng các cái tín hiệu nó vào lại với nhau ha. Thì trong bài này mình học là mạch cộng đảo. Thì mạch cộng đảo này nó cũng có cái dạng sơ đồ mạch, nó từ từ giống như là mạch khuếch đại đảo vậy ha. Sơ đồ mạch của nó như sau. Ở đây nó sẽ có một cái con ốc em. Chân này là chân trừ, chân này là chân cộng ha. Ngõ ra về out. Nó là mạch hồi tiếp âm, giống như mạch khuếch đại đảo. Nó cũng là mạch hồi tiếp âm. Cho nên sẽ có một con điện trở RF nối từ ngõ ra về out trở về ngõ vào trừ. Chân cộng của nó thì được nối xuống mát. Còn các ngõ vào thì được đưa vào cái chân trừ, giống như mạch khuếch đại đảo. Tín hiệu ngõ vào được đưa vào cái chân đảo của nó là chân trừ rồi. Nhưng mà ở đây nó có nhiều tín hiệu ngõ vào hơn, và mỗi tín hiệu ngõ vào sẽ được đưa vào thông qua một cái con điện trở hàng dòng. Đây là tín hiệu ngõ vào, mình đặt là V1 này, đưa vào thông qua con điện trở R1. Tương tự như vậy chúng ta có ngõ vào V2 đưa qua con điện trở R2. Và vân vân, chúng ta có thể đưa vào N ngõ vào. Thì ở đây giả sử như mình có là giả sử như là mình có là ngõ vào VN thì sẽ được đưa thông qua con điện trở RN. Ở giữa này còn có thể có N nhánh ha. Có N nhánh. Thì công thức tính ngõ ra VOUT sẽ bằng trừ cho RF. Chúng ta nhớ nó là mạch đảo, mạch cộng đảo cho nên có dấu trừ. Trừ RF nhân cho V1 chia cho R1 cộng V2 chia cho R2 cộng vân vân cộng VN chia cho RN. Thì chúng ta thấy với cái công thức ngõ ra như thế này, chúng ta có thể hiểu nó như thế này ha. Thì cái ngõ vào VI của nó sẽ được suy giảm R lần. Sau đó nó cộng tất cả các ngõ vào lại với nhau và nhân cho một cái hệ số khuếch đại là RF, lấy đảo lại thì nó sẽ ra ngõ ra VOUT. Như vậy là ở đây chúng ta có thể coi là các ngõ vào được suy giảm đi R lần. Trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt là R1 bằng với giá trị điện trở R2 luôn, bằng với RN. Tức là các điện trở ngõ vào ở đây nè, nó bằng nhau. R1 bằng R2 bằng RN. Xin lỗi các bạn, ở đây là RN ha. Bằng RN. Và mình đặt tên cho nó là RI. Thì chúng ta dễ dàng thấy là ở đây các R bằng nhau, chúng ta rút ra ngoài luôn bằng RI ha. Như vậy là VOUT sẽ bằng RF trừ RF chia cho RI nhân cho tổng các điện áp ngõ vào V1 cộng V2 cộng vân vân cộng VN. Thì đây là mạch khuếch đại đảo nữa, mạch cộng đảo nữa. Chúng ta thấy nó cộng lại tất cả các tín hiệu ngõ vào, sau đó nó nhân cho một cái hệ số khuếch đại mà hệ số này âm, cho nên nó sẽ là đảo lại, đảo pha lại. Thì cách chứng minh cái công thức ngõ ra của cái mạch này nó cũng tương tự như cách chứng minh công thức ngõ ra của cái mạch khuếch đại đảo ha. Chúng ta sẽ gọi ở đây là điểm A này, điểm phía dưới này là điểm B. Thì chúng ta có là gì? VA bằng VB đúng không? VA bằng VB cho nên điểm A này chúng ta xem như là nối mát. Cái tiếp theo nữa là các dòng điện. Đây là chẳng hạn như là I1, đây là I2, đây là IN. Còn dòng điện đi lên đây mình đặt là IF. Thì chúng ta thấy là IF nó sẽ bằng tổng của các dòng điện
đi vào từ cái nhánh V1, V2, VN ha. Mà cái dòng điện IF này nó đi qua con điện trở RF, nó tạo ra Vout ha. Do đó Vout nó sẽ bằng trừ RF nhân với lại IF. Tại sao nó lại có dấu trừ? Tại vì chúng ta nhìn theo cái hướng Vout, đáng lẽ cái dòng điện nó phải đi theo hướng này mới đúng ha. Nhưng mà ở đây chúng ta có cái dòng điện đi ngược lại cho nên nó có dấu trừ ha. Và nó bằng Vout sẽ bằng trừ RF. IF thì bằng tổng tổng của các dòng điện ở đây đúng không? Dòng điện đi vào op amp xem như bằng 0 rồi, cho nên IF chính là bằng tổng của I1 cộng I2 cộng vân vân cho đến IN. Mà chúng ta thấy I1 thì nó sẽ bằng V1 trừ VA chia cho R1 đúng không? VA bằng 0 rồi, VA bằng 0. Do đó I1 sẽ bằng V1 chia R1. Còn I2 sẽ bằng V2 chia R2, tương tự như vậy cho đến V N chia RN thì chúng ta có được cái công thức ở đây ha. Cách chứng minh của nó khá là dễ dàng, chúng ta chỉ cần nhớ cái công thức này thôi. Còn cách chứng minh thì chúng ta chứng minh qua một lần cho biết thôi. Còn trường hợp đặc biệt chúng ta có cái công thức ở phía dưới này. Đừng bao giờ quên dấu trừ ha. Chúng ta thấy tín hiệu ngọt đưa vào qua cái chân đảo chân trừ của nó thì cái điện áp nó ra, nó sẽ có mang cái dấu trừ, nó bị ngược pha lại, cho nên nó mới có cái tên gọi là mạch đảo, mạch cộng đảo.